lòng ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, thì lần đầu chúng ta cách đây khoảng 2 tháng thì chúng ta đã mở đầu cái phần thứ nhất trong bản kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta bắt đầu học phần thứ hai. Và cái phần thứ nhất kỳ rồi thì chúng ta cũng đã học qua cái đoạn đầu là Đức Phật đã hỏi Ngài A Nan là nguyên nhân nào Ngài A Nan xuất gia. Thì Ngài A Nan mới bạch Đức Phật là do thấy được cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Đức Phật, thù thắng tuyệt vời, cái hình thể sáng chói như ngọc lưu ly, vân vân. Tức là mục đích xuất gia của Ngài A Nan là thấy thân tướng đẹp đẽ của Đức Phật mà xuất gia. Thì Ngài cũng nghĩ một điều rất là hay là khi thấy cái thân tướng đẹp đẽ của Đức Phật, thù thắng tuyệt vời, sáng chói như lưu ly, thì Ngài tự nghĩ là tướng tốt này không phải do ái dục mà sanh. Vì cái thứ tâm dâm dục thô trượt, giao cấu nhơ nhớp, tinh quyết lẫn lộn thì chẳng thể phát sinh cái thân thể thù thắng trong sáng như khối vàng tía như thế được mà phát tâm xuất gia. Thì hồi trước chúng ta đã nói rồi, bất kỳ cái người xuất gia nào khi khởi nhân xuất gia hết sức là quan trọng. Do vậy mà như hồi sáng chúng ta đã nói là chúng ta nên có một cái sự phát tâm phát nguyện cho nó thật chuẩn xác để chúng ta đi xuất gia tu tập. Chứ nếu như chúng ta phát tâm lệch lạc một tí thôi thì một chấm xoan đầu đời chúng ta đã được chấm lệch. Và như vậy thì suốt quá trình dù chúng ta có tinh tấn cỡ nào chúng ta cũng sẽ đi lệch. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên đạo Phật rất chú trọng đến cái nhân ban đầu của người đi vào chùa, từ Phật tử cũng như là người chuẩn bị đi xuất gia.
Nếu như từ trước đến giờ chúng ta đi chùa mà chúng ta chưa có rạn lọc được tất cả những cái tâm mà vẫn còn lượm thượm của mình khi đi vào Phật Pháp, chúng ta vào chùa bằng bất kỳ lý do gì mà nếu không nhắm thẳng đến mục đích được giác ngộ giải thoát, không nhắm thẳng đến cái việc tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng của mình, không nhắm thẳng đến cái việc phải đạt ngộ được giải thoát, thì chúng ta chưa ngắm đúng vấn đề. Và như vậy chúng ta sẽ bị lệch lạc đi. Thì chúng tôi cũng đã có giảng một cái cuộn băng mà những cái điều hết sức trọng yếu trong cái đời của Đức Phật. Tức là khi Đức Phật đã thấy được cái việc sanh lão bệnh tử rồi, Thái tử Sĩ Đàn Ta khi chưa thành Phật thì thấy được điều đó và bắt đầu đặt ra ba vấn đề hết sức quan trọng. Vấn đề thứ nhất là Thái tử Sĩ Đàn Ta đặt ra là tại sao con người phải bị sanh, già, bệnh và chết, và có cái cách nào để vượt thoát cái sanh, già, bệnh, chết này hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Ngài thắc mắc không biết trước khi chúng ta sanh ra ở đây, chúng ta ở đâu? Và câu hỏi thứ ba là sau khi chết rồi mình sẽ về đâu? Đó là ba câu hỏi rất trọng yếu mà chúng tôi nghĩ là tất cả những người học Phật nên lấy đây làm cái nền tảng bắt đầu đi vào con đường tu học giải thoát của mình. Nếu một ngày nào mà chúng ta chưa trả lời được câu hỏi là có cái gì để thoát khỏi cái sanh, già, bệnh, chết hay không á, đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng ta chưa trả lời được, thì coi như cái việc tu học chúng ta chưa xong. Câu hỏi thứ hai, chúng ta không biết là trước đây một đời chúng ta là ai, hai đời chúng ta là ai, và ngàn muôn đời kiếp trước chúng ta đã từng làm cái gì, cái gì, cái gì mà chúng ta chưa biết được, thì chúng ta cũng chưa tu hành xong. Và câu hỏi thứ ba là sau khi bỏ cái thân mạng rồi mình sẽ như thế nào, chúng ta chưa trả lời xong thì coi như chúng ta không xong, phải không? Cho nên trong khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đặt ba câu hỏi trọng yếu rồi á, trên bước đường hành đạo của Ngài hết sức là tuyệt vời. Ngài đã gặp rất là nhiều danh sư trong thuở đó, nhưng mà những danh sư đó không phải là những người hướng dẫn đúng chánh pháp đâu, là những cái phái ngoại đạo có ra trong cái thời Đức Phật. Cái người mà nổi tiếng nhất là ông Uất Đầu Lâm Phất cũng đã dạy, và Ngài đã chứng được tới cái quả phi tưởng, phi tưởng siêu thiên rồi. Ngài nhìn lại thấy ba câu hỏi này chưa xong. Chưa xong. Chính do chúng ta đặt những cái nghi vấn đúng, có những cái thao thức đúng khi chúng ta bước vào chùa, thì như vậy là dù chúng ta có gặp thầy tốt, đó là duyên may của chúng ta để rút ngắn thời gian cho mình. Còn nếu như chúng ta gặp thầy không tốt, không vừa ý của mình thì chúng ta cũng không bị vướng trở lại, vì cái mục đích chính ban đầu của mình là giải quyết cái chuyện sanh tử. Bây giờ thầy này có lỡ hướng lẫn dẫn mình đi sai đường chưa được, thì mình tự động mình sẽ không bị vướng trở lại, mình được thoát. Giống như trường hợp của Thái tử Sĩ Đạt Ta, đã trải qua rất là nhiều vị thầy, không phải là những vị thầy đúng tu đúng với chánh pháp đâu, nhưng Ngài vẫn thoát ra được, không bị vướng lại. Như vậy chúng ta đừng có bao giờ phiền hận rằng cuộc đời này tại sao tôi gặp quá nhiều thầy xấu ấy. Gặp ông thầy nào rồi nhìn tới nhìn lui, ổng cũng không xứng đáng, ổng cũng không có đạo lý giác ngộ giải thoát, thậm chí ổng còn dẫn mình tới con đường tà nữa. Chúng ta lại phiền hận người khác mà không thấy rõ cái ban đầu, do chúng ta chưa rạn lọc hết cái tham tâm của chính mình mà đi vào đạo. Do đó chính vì lòng tham nó sẽ che chắn chúng ta, nó sẽ định, nó sẽ làm chúng ta bị lệch hướng trên bước đường tìm cầu giác ngộ giải thoát của chính mình. Cho nên ở đây Đức Phật gợi ý để hỏi hàng A Nan, cũng như Đức Phật muốn nhắc thức tất cả chúng ta đi vào đạo, là cái khởi nhân tu học hết sức là quan trọng. Mặc dù ở đây A Nan chỉ là mến cái sắc đẹp của Đức Phật để đi tu, như kỳ rồi mà nói rồi phải không, thì luyến cái sắc đẹp thì sắc đẹp nam cũng như là cũng sẽ luyến sắc đẹp nữ, do đó mà phải bị cái nạn ma đăng già. Chúng ta thấy rõ cái nhân ban đầu đi tu mà do cái nhân luyến cái sắc đẹp Đức Phật mà đi xuất gia, đúng không? Thì tôi không biết là cô ma đăng già đẹp cỡ nào mà là Ngài Nan phải bị vướng lại, để phải nhờ Đức Phật đưa thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nhờ Ngài Văn Thù mới cứu, mới lôi về cho thôi là cũng tiêu rồi, phải không? Thì như vậy là cái nhân ban đầu mà chúng ta khởi không chuẩn xác, chúng ta nhắm đến đâu thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi tới đó trước cái đã, đi tới đó là thành bại gì thì chúng ta mới chuyển được. Cho nên nếu chúng ta có được một cái duyên lành trong Phật Pháp, ngay từ đầu chúng ta có cái định hướng thật sự đúng đắn, có những cái thao thức giống như Thái tử Sĩ Đạt Ta Ngài chưa đã thao thức,
Thì chúng ta chỉ gói gọn cuộc đời chúng ta trong những cái điều đó thôi. Ngày nào những điều đó chưa sáng tỏ thì ngày đó chúng ta chưa có xong công phu tu hành của mình. Thì đó là cái gương mà để chúng ta phải thấy cái người bắt đầu khởi nhân xuất gia hết sức là quan trọng. Cho nên ở đây bất kỳ người nào muốn đi xuất gia cũng như chúng ta muốn đi theo đạo Phật để tu học đúng với chánh pháp mà không bị lệch đường, thì cái khởi nhân này của chúng ta bắt đầu ngay từ đây. Chúng ta phải định hướng cho đúng, giống như cái định hướng của Đức Phật ngày xưa đi. Ít ra thì chúng ta cũng học đòi theo Đức Phật một cái đi, rồi chúng ta muốn hơn cái gì đó thì hơn, còn không hơn thì cứ học theo Đức Phật đi, phải không? Do đó mà Đức Phật đã trải qua rất là nhiều vị thầy. Cuối cùng á, cái đêm 49 thì Ngài bắt đầu vỡ ra từ từ. Cái thứ nhất là Ngài chứng được cái thiên nhãn minh, tức là cái sanh tử trí. Thì Ngài lại thấy rõ tất cả những cái chuyện của tất cả những chúng sanh trong đời này, làm cái gì, nói câu nào, làm ra làm sao, đi làm sao, đứng làm sao, cười cái kiểu nào, và khi chết sẽ sanh về cõi nào. Đức Phật thấy rất rõ của tất cả chúng sanh muôn loài. Giống như một người đứng trên lầu cao nhìn thấy người ta đi, người ta quẹo trái quẹo phải đều thấy rõ ràng hết. Và Ngài cũng thấy rõ Ngài sau khi tịch Ngài đi về đâu. Thì đó là cái trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là đến canh hai thì Ngài chứng được cái túc mạng minh, tức là Ngài thấy rõ một đời, hai đời cho tới ngàn muôn đời về trước, Ngài được sanh ra ở đâu, sống bao nhiêu tuổi mới chết, trong lúc sống làm nghề gì, và trong lúc đang sống đó khóc mấy lần, cười mấy lần, ăn cơm mấy lần. Ngài biết rất là rõ. Và Ngài bệnh gì để Ngài chết, trong từng đời, từng đời, từng kiếp Ngài thấy rất rõ. Và không phải thấy một mình mà Đức Phật thấy ngàn muôn chúng sanh trở về trước đều thấy rất rõ. Thì Ngài đã trả lời một câu thứ hai là trước khi tới đây ở đâu, không ở đâu mà tới đây. Và câu hỏi thứ ba là có cái gì để có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi này không. Thì đến canh ba Ngài chứng được lậu tận minh, tức là diệt từ tất cả những cái lậu hoặc trong sinh tử này, có cái đường hướng được giác ngộ giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này. Trong tâm hoàn toàn không còn có bất kỳ một cái móng niệm nhỏ nhen nào để hướng Ngài tới con đường sinh tử nữa, chứng được cái lậu tận minh. Và Ngài cũng có được cái phương pháp để dẫn dắt tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới này đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Tức là Ngài trả lời được một cái câu hỏi hết sức quan trọng là tại sao con người sanh ra bị già, bệnh và chết, và lại có cái gì để thoát khỏi sanh già, bệnh, chết hay không, thì Ngài đã trả lời được. Thì như vậy là Ngài đã hoàn thiện được ba câu hỏi của mình. Thì lúc đó Ngài đứng lên, Ngài nói là cái việc cần làm Ngài coi như đã làm xong. Ngài làm xong. Thì căn nhà sanh tử luân hồi này kể từ ngay đã bị sụp đổ với Ngài. Ngài đã tự tại bước ra, không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy ở đầu Kinh Lăng Nghiêm. Tự dưng Đức Phật lại hỏi Ngài A Nan là lý do tại sao ông đi xuất gia, phải không? Nhưng không phải Đức Phật hỏi một cách bình thường, mà Đức Phật muốn gợi ý để cho tất cả chúng ta xem xét lại cái nhân ban đầu đi vào đạo của chính mình. Nếu như từ trước đến giờ chúng ta chưa đạt chuẩn thì ngay từ giờ phút này chúng ta phải xây dựng lại để bắt đầu làm một cái nền tảng thực sự để chúng ta bước những bước trở về sau trong Phật Pháp không bị lệch lạc. Dù chúng ta có gặp thầy đúng theo ý của mình thì đó là duyên may của mình. Còn nếu gặp thầy mà không có đúng theo ý của mình, không có đúng với đạo lý giác ngộ giải thoát, thì chúng ta chắc chắn cũng không bị trói buộc, không bị lệch đường, lệch hướng nữa. Nếu mà tâm chúng ta đã hướng đúng thì dù cái hình có cong chúng ta vẫn đi đúng. Còn tâm chúng ta đã cong quẹo rồi thì gặp có ông thầy chánh, chúng ta tu một hồi cũng thành pháp tà. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thì ở đây sau khi mà Đức Phật đã hỏi A Nan và A Nan đã trả lời với Đức Phật rồi, thì Đức Phật bắt đầu mới hỏi tiếp. Phật hỏi A Nan: lành thay, các ông phải biết tất cả các chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay sinh tử tiếp nối đều do chẳng biết cái chân tâm thường trụ, tính thể trong sạch sáng suốt mà nhận các vọng tưởng. Các tưởng này không phải chân thật nên bị luân chuyển. Tức là bây giờ Đức Phật lại nói tiếp, tiếp cái ý của Đức Phật hỏi trước. Tức là thay vì ông nghĩ tới cái chuyện mà phải tìm cái chân tâm thường trụ mà ông đi tu, thì giờ này ông không bị nạn ma răng già đâu. Lý do của ông cũng như tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, không biết cái chân tâm thường trụ ở đâu, và cũng không biết khởi cái tâm để tìm cầu về cái chân tâm thường trụ này. Cái sáng suốt, cái tính thể thường trụ trong sạch sáng suốt mà nhận lầm vọng tưởng, thế nên bị sanh tử luân hồi. Do vậy ở đây bây giờ nếu ông muốn tu đúng
muốn đi theo con đường chân chánh, muốn đạt được giác ngộ giải thoát thì phải khởi tâm tìm kiếm, khởi tâm tìm cầu, khởi tâm thao thức muốn nhận ra được cái chân tâm thường trụ của mình, để không làm vọng tưởng nữa thì mới hy vọng là thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Nay ông muốn nghiên cứu cái quả vô thượng bồ đề, phát minh chân tính, nên phải trực tâm đáp lời tôi hỏi. Mười phương các đức Như Lai được ra khỏi sinh tử đều bởi một con đường trực tâm, tâm và lời nói đều ngay thẳng, như thể trải qua các địa vị, trước sau trong khoảng giữa vẫn không có tướng không vại. Đức Phật chuẩn bị gặng hỏi Ngài A Nan, nhưng mà Đức Phật phải rà xét kỹ. Ông muốn tu tập để đạt được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngay từ giờ phút này tôi hỏi ông câu nào thì phải thẳng thắn trả lời, không được công vại, không hiểu như thế nào trả lời như thế đó, và tu như thế nào, biết như thế nào thì nói như thế đó thôi. Còn những cái mình hiểu, mình học mà mình chưa tu được thì đó cũng là kiến giải của người khác, không được quyền nói. Tại vì Ngài A Nan là cái người rất là giỏi văn tự, do đó Đức Phật phải dặn trước, trước khi hỏi Ngài là phải dặn trước, là bây giờ là trước khi ông muốn đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, như chư Phật mười phương đã biết, thì tất cả mọi cái đều đến từ trực tâm, tức là bằng cái tâm ngay thẳng, chân chất thật thà của chính mình, không được công vại, không được lý luận, không được hí luận trong khi tôi đặt câu hỏi với ông. Chứ Đức Phật đã rà xét kỹ để A Nan không còn có cái kiểu trả lời kiến thức nữa, mà phải trả lời bằng cái thấy của mình, là không cho xài kiến thức trong khi đối diện với Đức Phật, để trả lời thẳng cái tự tâm của mình, để trả lời thẳng chân tâm của mình như thế nào. Thì ở đây Ngài A Nan, nay tôi hỏi ông, này A Nan, nay tôi hỏi ông, chính khi ông phát tâm, do nơi ông thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Như Lai, vậy ông đem cái gì thấy và lấy cái gì để ưa thích? Tức là trong lúc Đức Phật đã thấy cái sự phát tâm của Ngài A Nan rồi, tức là lý do Ngài A Nan xuất gia là gì? Thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, không? Thì Đức Phật lại hỏi nè, khi ông thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của tôi, thì ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để thích? Cái gì thấy và cái gì thích thì ông phải khẳng định cho tôi, ông trả lời cho rõ ràng. A Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, sự yêu thích như thế này, thế là do tâm và mắt của con, do mắt thấy tướng tốt của Đức Như Lai sinh tâm ưa thích, nên con phát tâm phát nguyện xả ly sinh tử. Tức là Ngài trả lời rất là thật thà, phải không? Do con thấy Đức Phật đẹp bằng mắt và tâm khởi lên thích, rõ ràng phải không? Thì chúng ta thấy một cái sắc đẹp nào đó thì tâm chúng ta khởi cái ưa muốn, thì việc này nó bắt đầu đơn giản cho chúng ta nên chú ý từ từ. Ở đây là Đức Phật bắt đầu dẫn chúng ta từ từ đi vào công phu, tức là bản kinh này dẫn chúng ta từ 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 đi vào công phu, do đó chúng ta phải hết sức chú ý để chúng ta thấy rằng từng bước một Đức Phật đưa chúng ta để chúng ta nhận ra tất cả những cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở của mình từ xưa đến giờ. Đức Phật sẽ loại trừ tất cả những thấy biết lầm lẫn của mình từ xưa giờ để mình nhận được cái chân thật. Do vậy là bản kinh Lăng Nghiêm chúng ta phải nghe từng đoạn hết sức là tinh tế. Phật bảo A Nan, như ông đã nói, thật chỗ ưa thích là do tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở chỗ nào thì không thể hàng phục được Trần Lao. Ví như một vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, muốn đem binh trừ dẹp, binh ấy cần phải biết chỗ giặc ở mới có thể dẹp trừ. Cái mà khiến cho ông lưu chuyển chính là lỗi ở tâm và mắt. Vậy nay ông, nay tôi hỏi, tâm và mắt hiện ở chỗ nào? Nên Đức Phật bắt đầu dẫn từ từ chúng ta thấy. Tức là Đức Phật nói là bây giờ ông nói là thấy là do mắt, thích là do tâm. Chúng ta như Ngài A Nan, chúng ta cũng bước từ từ theo như vậy đi. Thấy là do mắt mà thích là do tâm, thì như vậy là đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Đức Phật cũng đã khẳng định như thế. Nhưng mà muốn giải trừ cái thích của tâm, cái thấy của mắt để thoát khỏi sinh tử luân hồi này, thì phải xác định rõ ràng coi nó nằm đâu, nó ở đâu, nó như thế nào. Đức Phật phải khẳng định với chúng ta một lần như vậy. Đức Phật ví như ở một vị vua mà có đất, có giặc xâm chiếm, thì chúng ta phải biết giặc ở chỗ nào và có bao nhiêu người, họ núp ở đâu, họ đóng cứ như thế nào, cái lực lượng họ mạnh hay yếu như thế nào đó, thì chúng ta mới có thể diệt trừ được. Cũng vậy, khi một người mà muốn biết được cái tâm mình, mình nhiều khi mình nói đây là tâm, kia là tâm, nhưng mình không biết tâm là cái gì, thì như vậy là chúng ta sẽ không xác định một cách rõ ràng cái tâm trơn, tâm vọng nằm đâu, thì chúng ta không thể giải quyết được cái tâm này. Như vậy tất cả những người tu tập
Đây là những cái bước hết sức trọng yếu trong bảy điều hỏi tâm của Đức Phật. Bảy điều rạng tâm này, nếu chúng ta khéo léo thì chúng ta sẽ nhận ra bảy cái lầm lẫn này của ngài A Nan đại diện cho tất cả chúng sanh trong khắp mười phương pháp giới này đã từng lầm lẫn giống như ngài. Thì câu hỏi đầu tiên, Đức Phật A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tất cả mười loại dị sinh trong thế gian đồng cho rằng thức tâm ở trong thân, thiết nghĩ con mắt như hoa sen xanh của Đức Như Lai cũng ở trên mặt của Đức Phật. Nay con xem căn thân thô phù của bốn trần này cũng chỉ trên mặt con, cái thức tâm như thế thật ở trên thân con. Tức là A Nan bây giờ trả lời cũng khéo, cũng lôi Đức Phật vô đây. Ngài nói là bây giờ á, tất cả mười loại chúng sanh ở cái thế gian này đồng cho rằng cái thức tâm phân biệt là ở trong thân. Chúng ta nghe kỹ từng chút thôi nha. Tức là cái chấp thứ nhất của tất cả chúng sanh muôn loài cho rằng cái tâm phân biệt này là ở trong thân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ngài lại nói là như cặp mắt đẹp hoa sen xanh của Đức Phật á, cũng ở trên mặt Đức Phật, chứ đâu ở đâu đâu. Thì con nghĩ là cái thân thô phụ của con hiện mắt cũng ở trên mặt. Điều này rất là đúng, không có sai. Thì như vậy là ngài trả lời một cách rất là chân thật. Ngài trả lời rất là chân thật. Thì ngài đến đây Đức Phật bảo ngài A Nan: nay ông hiện ngồi trong giảng đường của Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà là ở chỗ nào. Bạch Đức Thế Tôn, giảng đường lớn có nhiều từng thanh tịnh này ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà nay thật ở ngoài giảng đường. A Nan, nay ông ở trong giảng đường, trước hết ông thấy cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, con ở trong giảng đường trước thấy Như Lai, kế thấy đại chúng, khi nhìn ra ngoài mới trông thấy rừng cây. Này nói A Nan, ông xem thấy rừng cây nhân đâu mà có thấy? Bạch Đức Thế Tôn, giảng đường lớn này do cửa rộng, con ở trong giảng đường thấy suốt ra bên ngoài. Là cái thứ nhất, Đức Phật bắt đầu hỏi A Nan. Hồi nãy giờ ông nói với tôi á, là cái tâm ở trong thân, không, tâm ở trong thân. Bây giờ Đức Phật lại hỏi là bây giờ nếu như ở ông ngồi trong cái giảng đường này thì ông thấy cái rừng Kỳ Đà này ở đâu? Thì A Nan mới nói là rừng Kỳ Đà thì ở ngoài giảng đường, ngồi trong giảng đường thì sẽ thấy rừng Kỳ Đà ở ngoài giảng đường, không? Đức Phật mới hỏi là trước khi ông thấy cái rừng bên đó đó thì ông thấy cái gì trước? Thì ngài A Nan mới trả lời là con thấy Đức Phật trước, con thấy đại chúng, rồi con nhìn xuyên qua cửa sổ bên ngoài con mới thấy cái rừng cây. Đức Phật gài từ từ để chúng ta thấy. Đức Phật bắt bẻ rất là khéo. Như vậy là ngài A Nan mới nói tiếp với Đức Phật á, là khi cái cửa sổ rộng mở thì mới thấy được cái giảng đường suốt, thấy tới trong ngoài. Khi ấy Đức Thế Tôn mới bắt đầu thấy thương ngài A Nan rồi, phải không? Đức Phật mới ra tay. Khi đó Đức Thế Tôn ở trong đại chúng duỗi cánh tay sáng vàng xoa trên đỉnh đầu của ngài A Nan. Thấy ngài A Nan thấy thương quá rồi. Bây giờ nếu mà nói thẳng ra thì thật sự là sốc, tại vì rõ ràng từ xưa tới bây giờ không phải riêng một mình ngài A Nan mà tất cả chúng sanh cũng vậy. Cho nên đây là cái tấm lòng của Đức Phật muốn khơi mở đạo lý trên ngài A Nan, cũng như muốn khơi mở cái đạo lý cho tất cả chúng ta. Đức Phật mới trải cái tình thương của mình, lấy tay xoa đầu ngài A Nan, rồi bảo ngài A Nan rằng: ta đã có pháp Tam Ma Đề, tức là cái chính định gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, đầy đủ muôn hạnh, là một cửa siêu xuất của mười phương của Đức Như Lai tiến lên quả vị nhiệm màu. Nay ông phải nghe kỹ. A Nan đảnh lễ kính nhận lời Đức Phật dạy. Đến đây Đức Phật gài một câu hỏi cho ngài A Nan để ngài A Nan trả lời, nhưng mà Đức Phật chưa bắt bẻ liền. Đức Phật mới nói rằng ta có một cái pháp, pháp đó gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, muôn hạnh, đầy đủ muôn hạnh, là cửa siêu xuất của mười phương của Đức Như Lai. Tức là tất cả những Đức Như Lai ở mười phương pháp giới do tu cái pháp chánh định này mà đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề, thì ông nên lắng tâm lắng nghe. Lắng tâm lắng nghe. Chứ Đức Phật cũng khéo, phải không? Thay vì nói là ông nói như vậy là không được, phải nói như thế vậy là đúng. Nhưng Đức Phật hết sức là khéo léo. Mà cái kiểu dạy đạo của Đức Phật thì khó ai có thể chơi được. Đây là một cái phương tiện hết sức khéo léo. Khi thấy người ta sai rồi thì không vội nói ngay, phải không? Đưa ra một cái gì đó. Giống như bây giờ một đứa con nít nó đang nắm cục đất trong tay, mà mình lại mình gỡ tay nó ra, mình nói ơi cục đất dơ quá, con giục xuống rồi con cầm cục kẹo nè, chưa chắc là nó đã buông ra, phải không?
Nhưng Phật mới nói là con kẹo này nó ngon nè, ăn vô nó sẽ ngọt như thế nào nè, nó sẽ khỏe như thế nào nè, đứa bé mừng quá nó sẽ buông cái tay nó ra. Thì giống vậy, Đức Phật lại nói cho anh An là cái pháp mà ta chuẩn bị nói cho ông nghe đó là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tu tập và chứng đạo quả vô thượng bồ đề. Thì ông phải lắng lòng thanh tịnh để mà nghe. Rồi bắt đầu anh An đảnh lễ để chuẩn bị nhận lời của Đức Phật dạy. Phật bảo anh An, như ông vừa nói, thân ở trong giảng đường, do cửa mở rộng nhìn ra vườn để thấy vườn rừng. Lại có người ở trong giảng đường này chẳng thấy Như Lai mà thấy vật bên ngoài chăng? Nên bắt đầu Đức Phật mới bẻ từ từ nè. Có nghĩa là bây giờ á, hồi nãy ông nói là do cái ông ở trong giảng đường, rồi ông thấy ta, thấy đại chúng, rồi nhờ cái cửa sổ trống ông mới thấy được cái rừng. Bây giờ có một cái người nào đó ngồi trong đây mà không thấy ai trong đại chúng hết mà nhìn ra thấy cái rừng không? Đó là câu hỏi gài của Đức Phật. Tại vì ngài A Nan hồi nãy nói là cái tâm ở trong thân này, đúng không? Thì Đức Phật mới có một ví dụ để làm sáng tỏ vấn đề là bây giờ ông thấy thì thấy cái gì trước, cái gì sau. Nếu mà ông ở trong này thì ông sẽ thấy mọi cái trước rồi mới thấy bên ngoài. A Nan cũng trả lời tình tự là do thấy đại chúng rồi thấy Đức Phật mới thấy bên ngoài. Nhưng đây Đức Phật gài lại nói là có một người nào ở trong giảng đường này không thấy cái chuyện gì trong giảng đường hết mà thấy ngoài vườn rừng hay không? A Nan bạch Đức Thế Tôn là trong giảng đường chẳng thấy Như Lai mà thấy rừng, thấy suối là không có lý. Không có lý tức là tự mình nó thú nhận trước. Đức Phật không nói cái đó là ông sai. Đức Phật gài để A Nan tự thấy, ủa nãy mình nói cái tâm ở trong này mà không thấy cái gì trong này hết mà tự nhiên thấy bên ngoài, tức là nó không có lý rồi. Thì lúc này Đức Phật nói, này A Nan, ông cũng như vậy, tâm linh của ông á, tất cả đều sáng suốt rõ ràng. Nếu tâm sáng suốt rõ ràng hiện tiền thật ở trong thân của ông á, thì trước hết ông phải thấy thân ông đó đã. Rồi vả lại tất cả chúng sanh nào có trước thấy trong thân, sau mới xem thấy cảnh vật bên ngoài hay chăng? Dầu chẳng thấy gan tim tỳ vị, nhưng móng tay ra, tóc dài, gân chuyển động, mạch động, lẽ ra phải biết. Vì sao chẳng biết? Đã không biết trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? Thế nên phải biết, ông nói tâm hai hiểu biết này ở trong thân ông thật không có lẽ phải. Nên là bẻ cái thứ nhất là thấy tâm chúng ta ở trong thân. Đức Phật ví dụ nó bây giờ, ví dụ từ cái giảng đường hồi nãy, là nếu như một người mà ngồi trong giảng đường mà không thấy chuyện gì hết mà thấy chuyện bên ngoài á, thì chính ngài A Nan đã xác định điều đó là không có lý rồi. Thì Đức Phật lại nói lại, bây giờ hồi nãy nếu mà ông nói là cái tâm của ông nằm trong cái thân của ông á, phải không? Thì trước khi ông thấy cảnh vui bên ngoài, ông có thấy tim gan phèo phổi của ông không? Không thấy, phải không? Ông thấy cái móng tay của ông mọc rồi tóc ông dài ra, ông có thấy không? Gân chuyển động rồi cái nhịp tim đập, ông có thấy không? Hoàn toàn không thấy luôn. Bây giờ nếu mà ông nói cái tâm ở trong thân mà lại không thấy tất cả mọi cái ở trong thân mà đi thấy cảnh duyên bên ngoài thì điều đó không có lý, tức là một cái sai ban đầu. Chúng ta nhớ đây là cái sai thứ nhất, là cái tâm ở trong thân. Chúng ta phải thấy điều này, đây là điều mà chúng ta đã lầm lẫn từ rất lâu lâu rồi. Rất lâu rồi chúng ta ngồi đây ít có ai mà thấy cái tâm không phải ở trong thân. Và kế tiếp cái lần bắt bẻ thứ hai, tức là Đức Phật gạn có lần thứ hai để chúng ta lòi ra hết những cái sai lầm của mình. Đây là những cái điều mà chúng ta phải chịu khó tinh tế một tí. Ông A Nan cúi đầu đảnh lễ và bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe pháp âm của Đức Như Lai như thế nên hiểu biết tâm con thật ở ngoài thân. Tại sao? Ví như ngọn đèn sáng nếu đốt ở trong nhà thì đèn trước tiên ắt phải chiếu ở trong nhà, rồi sau theo cái cửa ánh sáng mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sinh sở dĩ chẳng thấy ở trong thân mà chỉ thấy ở ngoài thân, cũng như ngọn đèn sáng để ở ngoài nhà nên không soi sáng trong nhà. Nghĩa này hẳn đã rõ ràng không lầm. Chưa biết có đúng như giới lý rốt ráo của Phật nói hay không. Cũng hơi dài dặn. Mặc dầu là lý luận rất là logic, phải không? Tức là bây giờ nếu mà cái đèn ở trong nhà thì nó sáng trong nhà rồi, thì ánh sáng nó dạ ra cửa sổ mới sáng được bên ngoài. Mà nãy Đức Phật đã bác bỏ rồi, và chính Ngài cũng thấy rõ ràng là ở trong này Ngài không biết gì hết mà Ngài biết bên ngoài. Thì chắc chắn rằng cái biết mà thấy sáng bên ngoài thì cái đèn ở ngoài rồi.
Cho nên là cái tâm con chắc chắn ở ngoài thân rồi, không ở trong thân nữa, là tâm chạy ra ngoài. À, thì chúng ta luôn luôn là như vậy, giờ không trong thì ở ngoài là chắc thôi, chứ nó chạy đâu nữa. À, thì ngài A Nan cũng lý luận giống như chúng ta ở đây, để thấy rằng một người mà còn lầm lẫn thì chúng ta luôn luôn chạy hai đầu từ xưa tới giờ. Bây giờ nãy là Phật bẻ con ở tâm trong thân là con cũng thấy nó sai rồi, giờ chắc chắn như vậy đó, con thấy là theo cái lý luận, theo cái nhìn của chúng con là cái tâm mà nó không có thấy hết trong này thì chắc chắn nó đâu ở ngoài á, đâu ở ngoài chứ không phải trong cái thân nữa. Nhưng mà cũng hơi dè dặt, chưa biết có đúng với nghĩa lý rốt ráo của Phật nói hay không. Tức là theo ngài á thì ngài thấy như vậy, nhưng mà đối với Đức Phật thì như thế nào cũng chưa biết, thì xin Đức Phật chỉ dạy. Phật bảo ngài A Nan, vừa rồi các thầy tỳ kheo trong theo tôi đi khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà, tôi thọ trai xong. Ông xem các thầy tỳ kheo, khi một người ăn, các người khác có no chăng? A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, không vậy. Tại sao? Các tỳ kheo đây tuy đã chứng quả A-la-hán nhưng thân mạng không đồng, làm sao một người ăn mà tất cả đều no được? Phật bảo A Nan, nếu tâm thấy nghe hiểu biết thật ở ngoài thân ông thì tâm phải rời nhau, tự không liên hệ với nhau. Vậy cái gì tâm biết ép thân không thể biết, cái gì thân biết thì tâm đâu thể biết. Nay tôi đưa cánh tay đẩu la miên của tôi cho ông xem, khi mắt ông thấy tâm có phân biệt chăng? A Nan thưa bạch Thế Tôn, đúng thế. Phật bảo A Nan, nếu thân tâm biết nhau, tại sao ông nói tâm ở ngoài thân? Thế nên phải biết ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân thật là không có lý vậy. Tức là ở đây Đức Phật bắt đầu nói tới cái chuyện là cái tâm ngoài thân là sai, nhưng Đức Phật cũng lý luận từ từ để cho ngài A Nan nhận ra. Bây giờ hồi nãy là ông nói cái chuyện mà cái thân trong tâm là sai, cái tâm trong thân là sai rồi, bây giờ nói cái thứ hai là cái tâm ở ngoài thân. Không, thì Đức Phật liền ví dụ là hồi nãy giờ tôi với các vị tỳ kheo đi khất thực và về đây để bắt đầu ăn cơm, thì bây giờ trong đây có khi nào mà tôi ăn cơm thì cái người ngồi bên cạnh no hay không? Đức Phật ví dụ rất rõ ràng phải không? Tức là tất cả các vị tỳ kheo thì người nó ăn người đó no, nóng lạnh thì mỗi người đều tự biết. Chính ngài A Nan cũng xác định điều này, tức là dù các vị đã có chứng thánh quả rồi nhưng mà mỗi một người sở hữu một cái thân khác nhau, do vậy mà trong lúc các vị tỳ kheo khác ăn thì vị tỳ kheo này không thể no được. Rồi thì vậy là trúng bẫy Đức Phật rồi phải không? Trúng bẫy như vậy đó. Thì Đức Phật nói là nếu bây giờ là cái người này ăn thì người khác không no, người này biết thì người khác không biết. Như vậy ông nói là cái tâm của ông ngoài cái thân á, thì khi mà cái tâm biết thì chắc hẳn là cái thân không biết, không? Khi cái gì mà cái thân biết thì tâm sẽ không biết. Nhưng mà khi tôi đưa cánh tay lên thì ông liền thấy cánh tay của tôi, tức là mắt là thuộc về thân thấy, nhưng mà tâm ông liền biết. Vì vậy là ông lý luận cái thân và cái tâm nó không dính nhau, cái tâm ở ngoài cái thân á, tại sao khi ông thấy thì ông liền biết? Vì là nó có một cái sự liên hệ nào với nhau, cho nên nói cái tâm ngoài thân là coi như cái sai thứ hai. Không, đó là cái sai thứ hai. Chúng ta nên từng tự để chúng ta thấy bảy cái lần hỏi tâm này nó hết sức quan trọng đối với người tu của mình. Chúng ta phải nhận rõ từng cái sai mà chúng ta chấp trước từ xưa tới giờ. Thì vậy nếu mà chúng ta lý luận mà cái tâm thực sự ở ngoài thân thì cái gì cái tâm biết thì cái thân này cũng chẳng hay biết gì. Nhưng ví dụ như bây giờ chúng ta tự giọng ngứa, cái chúng ta rải chúng ta hết ngứa, không? Thì vậy là rõ ràng là khi mà cái thân chúng ta ngứa thì cái tâm chúng ta biết liền. Chỉ vậy là thân với tâm nói ngoài nhau là không đúng lý. Đó là cái lý thứ hai mà ngài A Nan coi như đã chấp trước sai lầm. Ngài A Nan là đại diện cho chúng ta chấp trước sai lầm, chứ không phải là mình ngài A Nan. Ngài A Nan không đến đổi tệ cho chúng ta đâu. Là đến điều thứ ba, A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy thì chẳng thấy ở bên trong nên chẳng phải ở trong thân. Vì thân tâm biết nhau mà chẳng rời nhau nên chẳng phải ở ngoài thân. Tức là ngài thuộc lòng rồi. Bây giờ tâm ở trong thân cũng không phải, mà tâm ở ngoài thân cũng không phải luôn. Thì nay con suy nghĩ như nó ở một chỗ. Nó ở một chỗ. Bây giờ ở ngoài ở trong không được rồi. Bây giờ Phật hỏi nay ở chỗ nào?
A Nan thưa, tâm rõ biết này đã chẳng biết ở trong mà hay thấy ở bên ngoài. Theo con suy nghĩ thì nó núp ở trong con mắt của con. Ví như có người lấy cái chén bằng lưu ly úp trên hai con mắt, tuy có vật úp mà chẳng bị ngăn ngại, mắt kia tùy khi thấy theo đó liền phân biệt. Song tâm hay rõ biết phân biệt của con chẳng thấy được ở trong, mà vì nó ẩn ở trong con mắt, như thấy vật bên ngoài là rõ ràng không bị chướng ngại, thì tâm núp ở sau con mắt. Ngài ví dụ cũng hết sức là rõ ràng, phải không? Từ giờ ở trong cũng được, ngoài cũng được rồi, nhưng mà tại sao nó cứ thấy hoài bên ngoài và nó cũng biết nữa? Ví dụ hồi xưa thì ví dụ cái chén lưu ly úp mắt, bây giờ chúng ta ví dụ giống như chúng ta mang cái kiến, phải không? Mang kiến trước mắt, thì cái kiến đó nó che ở ngoài, nhưng mà mắt chúng ta vẫn phải thấy, vẫn phân biệt được bên ngoài, tức là con mắt nó núp ở trong cái kiến đó, mắt đang nằm ở trong cái kiến. Thì vậy là cũng vậy, thì chính Ngài nhờ con mắt mà Ngài thấy được và biết được cảnh vật bên ngoài, thì chắc chắn là cái tâm đang núp ở đây, đang núp ở trong con mắt này. Ngài lý luận cũng rõ ràng, phải không? Và có một ví dụ rất là hay, giống như bây giờ chúng ta mang kiến, thì bây giờ là cái kiến nó không che được mà chúng ta vẫn thấy rõ cái hình sắc bên ngoài, vẫn phân biệt một cách rõ ràng hình sắc bên ngoài, thì chúng ta liền biết rằng con mắt ở phía sau cái kiến, không? Mắt ở cái sau cái kiến. Cũng như vậy, bây giờ là mắt con mà tự thấy mọi cái bên ngoài mà nó không biết gì trong hết, chắc nó đang ở mắt, đang ở mắt, cho nên con nhìn con biết bên ngoài mà không biết gì trong hết là chắc chắn là không chạy đâu được. Năng lý luận như vậy. Thì ở đây Đức Phật bắt đầu nói với A Nan, Phật bảo Ngài A Nan, như ông vừa nói, tâm núp ở trong con mắt, như con mắt núp sau cái chén lưu ly, vậy người kia chính khi dùng cái chén lưu ly úp lên con mắt, thì trong lúc xem thấy núi sông họ có thấy chén lưu ly chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, người ấy chính khi úp chén lưu ly trên con mắt, họ vẫn thấy cái chén lưu ly. Phật bảo Ngài A Nan, nếu tâm ông núp sau con mắt của ông á, cũng giống như con mắt núp sau cái chén lưu ly, thì chính khi xem thấy núi sông, sao tâm ông không thấy con mắt? Nếu ông thấy được con mắt thì con mắt đồng với cảnh bị thấy, chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn nếu chẳng thấy con mắt, tại sao ông nói tâm hiểu biết này núp ở trong con mắt như cái con mắt núp sau cái chén lưu ly? Thế nên phải biết ông nói tâm rõ ràng hiểu biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly là điều vô lý. Thế Đức Phật nói ở chỗ này á, đầu tiên Đức Phật hỏi Hạ Nan, tức là khi mà ông mang cái kiến đi, ví dụ như chúng ta mang cái kiến đi, thì khi chúng ta muốn thấy bên ngoài chúng ta có thấy kiến không? Thấy, phải không? Chúng ta thấy kiến rồi, rồi chúng ta mới thấy bên ngoài. Cũng giống như Hạ Nan nói là úp cái chén lưu ly lên mắt rồi, thì Đức Phật hỏi Hạ Nan là khi ông úp cái chén lưu ly lên mắt đó là ông thấy rừng, thấy cây, thấy núi, thấy cảnh mà ông có thấy chén lưu ly không? Thì Hạ Nan nói rõ ràng là thấy. À, vì vậy là khi ông nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ông thấy hết mọi cái, nhưng mà ông có thấy mắt ông không? Không thấy. Thì vậy là ông nói mà cái tâm ông núp sau con mắt á, thì trước hết ông phải thấy được con mắt ông rồi mới thấy ngoại cảnh chứ. Nhưng mà đằng này á là không có ai thấy con mắt rồi mới thấy cảnh viên bên ngoài hết á. Cho nên cái lý luận mà ông nói rằng cái con mắt mà ở cái tâm mà nó núp ngay chỗ con mắt là lý đó không đúng rồi. Không đúng nữa. Tức là cái không đúng thứ ba của Ngài A Nan đại diện cho chúng ta không đúng ba cái rồi thôi. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay con suy nghĩ thế này. Thân chúng sanh tạng phủ ở trong, khiếu nguyệt ở ngoài, có tạng phủ thì tối, có khiếu nguyệt thì sáng. Nay con đối ở trước Phật, mở mắt thì thấy sáng, gọi là thấy ngoài, nhắm mắt thì thấy tối, gọi là thấy trong. Nghĩa ấy có đúng chăng? Chuyện này không dám khẳng định rồi, giờ hỏi Đức Phật. Bây giờ con suy nghĩ vậy đó, tức là bây giờ cái tạng phủ ở trong gọi là tối, mà cái khiếu nguyệt bên ngoài gọi là sáng. Thì vậy là khi mà mình mở mắt á, thì mình thấy bên ngoài gọi là sáng, và nhắm mắt thì thấy bên trong gọi là tối, tức là thấy bên trong tối đen gọi là tối. Thì cái nghĩa này nó đúng không? Tức là bây giờ không có dám nói, không dám nói nằm đâu hết á. Bây giờ hỏi Đức Phật là bây giờ nó khi mà cái tâm vậy đó, mở mắt thì thấy sáng, nhắm mắt thấy tối, thì giống như là cái người mà thấy tâm có lúc sáng á, thì mở ra thì thấy sáng, còn nhắm mắt lại thì thấy tối, như vậy Đức Phật thấy đúng hay không? Phật bảo Ngài A Nan, khi ông nhắm mắt á, thì thấy tối, cảnh tối này là đối trước mắt hay không đối trước mắt? Đây là cái lý luận rất là hay, chúng ta để ý cái điều này. Nếu đối trước mắt thì cái tối ấy
là ở trước mắt chứ đâu phải ở trong. Nếu thành ở trong thì khi ông vào nhà tối không mặt trời, mặt trăng và đèn, cái tối trong nhà này đều là tạng phủ của ông sao? Còn nếu chẳng đối trước mắt thì đâu thành nghĩa thấy. Gác lại cái thấy đối bên ngoài mà cho rằng con mắt đối vào bên trong nên thấy tối, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy ở trong thân, mở mắt thấy sáng lại chẳng thấy cái mặt. Nếu chẳng thấy được mặt thì nghĩa tối vào trong chẳng được thành lập. Bây giờ ngài lý luận là mở mắt thì thấy sáng, tức là tâm đang hướng ở ngoài, mà nhắm mắt thấy tối là tâm đang hướng vào trong. Không, thấy tối là thấy tối đen mù mịt không biết gì hết. Thì cái điều thứ nhất Đức Phật lý luận cho chúng ta thấy á, là bây giờ ông nói, nãy giờ ông nói là ông mở mắt thì ông thấy được cảnh gì bên ngoài, không? Nhắm mắt thì thấy tối hù, đó là thấy bên trong. Thì cái thấy tối hù đó đó là đối với con mắt mình hay là không đối với con mắt mình, phải không? Tức là cái mà mình thấy thì luôn luôn là đối trước mắt mình mới thấy, đúng không? Chúng ta nên hiểu cái nghĩa tinh tế này nha. Đức Phật bắt cái điều này rất là hay nè. Tức là bây giờ ông nói là nhắm mắt để thấy tối, ông mở mắt thì thấy sáng, nhưng mà khi ông mở mắt thì ông thấy tất cả những cảnh gì bên ngoài là đối tượng để mình thấy, phải không? Nhưng mà khi ông nhắm mắt lại á, là những cái tối đó là có phải đối tượng của con mắt hay không? Đó, cái nghĩa nó là như vậy đó. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa này, cái này hơi lắc léo một chút, phải không? Thì bây giờ làm mở mắt là thấy tất cả cảnh gì bên ngoài rồi, thì những cái mà ông đã đang thấy đó, đó là cái đối tượng của con mắt của ông. Nhưng mà khi ông nhắm mắt lại rồi á, thì những cái đó có phải là đối tượng để ông thấy không? Không phải. Nhắm mắt thì tối thui đó đâu phải là đối tượng đâu, không phải là đối tượng của con mắt nữa. Thì Đức Phật mới liền đưa ra một ví dụ. Ví dụ như bây giờ là trời tối đen không có sao nè, không có mặt trăng, không có mặt trời, không có đèn đuốc, thì tối thui hết, không? Thì khắp trời đất này tối thui hết là gan guộc là phèo phổi của ông hả? Không? Tại vì ông nói là ông nhắm mắt, ông không thấy cái gì tối thui ở trỏng là nội tạng của mình. Thì bây giờ khi mà trời tối thui hết, không có đèn, không có ánh sáng, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có gì hết, thì ông nhìn ra ông thấy tối đen như vậy á, thì tất cả những cái mà cây rừng núi non rồi đều là cái bao tử ruột phèo phổi của ông hay sao? Tại vì nãy ông nói là ông nhắm mắt ông thấy tông tối thui, cái tối thui đó có giống như cái tối thui ở ngoài không? Đó là cái thứ nhất mà Đức Phật bắt bẻ ngày nay. Chúng ta thấy là cái lý mà nhắm mở, cái lý nhắm mở này nó sẽ lộ ra một cái điều nữa là hư không chúng ta sáng à tối. Đúng rồi, biết hư không này nếu không có mặt trời, không có mặt trăng thì chắc chắn là tối. Tại vì có mặt trời thì chúng ta mới thấy sáng, có mặt trăng thì mới thấy sáng, hoặc có đèn chúng ta mới thấy sáng, phải không? Chứ nếu không có mặt trời, không có mặt trăng thì chắc chắn là hư không này sẽ tối mịt. Cho nên lúc nào mà trời mà đêm 30 không trăng thì chúng ta bắt đầu thấy tối, và nếu không có đèn nữa thì chúng ta không thấy điều gì luôn. À, cho nên là hư không này là một bóng đèn. Nên chúng ta phải hiểu thêm điều này về cái hư không của chúng ta. Từ xưa giờ mình nghĩ hư trong là sáng, đúng không? Nhưng mà do cái lý luận này chúng ta thấy ra một điều Đức Phật khéo nói cho chúng ta, để thấy rằng cái hư không này rõ ràng là tối mịt, đen thui, không biết gì. Nếu chúng ta không có cặp mắt khác mà thấy bằng cặp mắt của một chúng sanh thì rõ ràng là cả cái hư không này là tối thui chứ không có sáng được. Và điều thứ hai là Đức Phật gác lại cái đối tượng bên ngoài mà cho rằng con mắt đối vào bên trong để thấy tối, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng lại chẳng thấy cái mặt. Cái ý này nó hơi lộng cộng nhưng chúng ta cũng khéo thấy nè. Bây giờ gọi là cái thấy nhìn vào bên trong á, thì ông nhắm mắt ông thấy tối thui, tức là thấy tim gan phèo phổi ở trong của ông. Nhưng mà ông mở mắt thì gẫn dậy ngồi rọi ngược vô trong nữa thì ông thấy cái mặt ông chứ. Không, tại vì ở ngoài nhìn vào để thấy bên trong mà. Thì ông nhắm mắt ông thấy bên trong thì ông mở mắt ông cũng thấy ngược lại cái thân ông thì ông cũng thấy cái mặt ông chứ. Như đằng này ông có thấy cái mặt ông không? Không có. Không có. Thì vậy là con mắt mà khi mở ra là thấy bên ngoài, nhắm lại là thấy bên trong á, thì cái lý này nó cũng không đúng nữa. Tức là khi mở ra thì cái mặt mình rõ ràng cũng không thấy, và khi nhắm lại thì ruột răng phèo phổi chúng ta cũng không thấy. Tức là cái sự tối đen đó không phải là cái thấy đối tượng của mắt nữa rồi. Đó, cho nên là cái lý luận mà con mắt khi mở ra thấy sáng mà nhắm lại thấy tối, cho nên cái tâm là cái do cái thấy là khi chúng ta mở mắt ra, biết mọi cái là khi chúng ta mở mắt ra, nhưng mà sự thật khi chúng ta nhắm mắt chúng ta biết tối đen. Thì cái biết tối đen đó là không phải cái thấy của con mắt. Đây là chỗ hơi khéo khéo chúng ta thấy Đức Phật bắt đầu bật mí từ từ, phải không? Khi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy tối thui đó,
thì cái tối thui đó không phải là cái sáng của con mắt, không phải là cái thấy biết của con mắt nữa, mà cái thấy biết gì chứ không phải là cái thấy của con mắt. Chúng ta chẳng thấy tối. Bây giờ chúng ta thử hỏi người mù họ thấy cái gì không, thì họ nói làm sao? Trả lời, nếu mà trả lời thì họ nói không thấy gì hết. Nhưng mà hỏi kỹ lại, họ có thấy gì không? Thấy tối đen. Thấy tối thui, thấy không có ra hình bóng nào, nhưng mà họ vẫn thấy cái tối thui đó. Thì cái thấy tối thui đó không phải là mắt. Đây là một điểm mà chúng ta phải thấy. Bắt đầu Đức Phật gợi ra từ từ, có nghĩa là cái thấy biết nó rõ ràng không phải là ở chỗ con mắt của ông rõ rồi đó, mà nó là cái gì rồi, phải không? Thì ngài A Nan bắt đầu, tức là đây là lần thứ tư rồi, phải không? Thứ tư rồi, lần thứ năm. A Nan thưa, con thường nghe Phật dạy, chính là dẫn lời Phật nói rồi, không dám mà theo ý mình nữa rồi. Hàng tư chúng do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do các thứ pháp sinh nên các tâm sinh. Nay con suy nghĩ, tức cái thể suy nghĩ ấy là tâm con, tùy chỗ nào hợp, tâm ắt theo đó mà có. Chẳng phải ba phần chỗ trong ngoài và chặn giữa. Bây giờ là lại nói tới cái phần kế tiếp, là bây giờ dẫn lời Đức Phật nói là do tâm sinh nên tất cả các pháp sinh. Do đó mà khi mà cái tâm sinh khởi rồi thì tất cả các pháp sinh khởi. Đó là cái lý luận ngài A Nan, chứ không phải là cái tâm ở khoảng giữa giống như hồi nãy nữa, phải không? Bây giờ nhìn mở ra thấy bên ngoài, mà nhắm lại thấy bên trong là tâm ở lưng lửng phía giữa này, lưng lửng giữa. Tức là chúng ta cứ nghĩ rằng cái tâm ở cái khoảng giữa này. Ở giữa này thì giờ từ thân mà thấy ra cảnh thì nó phân biệt cảnh. Nhưng mà nó nhìn lại thân để nó liên hệ tới thân, thì cái khoảng giữa, cái tâm khoảng giữa nó được Đức Phật bác bỏ lần thứ ba rồi. Ngài A Nan nói là khi mà ngài suy nghĩ á, cái suy nghĩ của mình, tức là tâm của mình, tùy cái chỗ nào mà mình hợp, tức là bây giờ mình thấy, tức là mình hòa hợp cái đó, thì theo đó mà có tâm. Tức là cái suy nghĩ A Nan á, là cái tâm là khi mà có cái, ví dụ như mắt chúng ta thấy hình sắc bên ngoài, tai chúng ta nghe âm thanh bên ngoài, thì khi mà mắt chúng ta thấy thì lúc đó tâm chúng ta sanh. Này gần đúng với mình rồi đó. Này đúng, đúng quá đúng luôn. Mình chắc lẽ cũng hiểu tới ngang đây được rồi. Tai chúng ta nghe là bắt đầu sanh tâm phân biệt, thì rõ ràng là khi mà có căn có trần là bắt đầu có tâm của mình, còn không có căn có trần là không có tâm. Ý kế tiếp này là của A Nan là như thế, phải không? Tức là ngài nói là Đức Phật dạy cái hàng tứ chúng là do tâm sinh nên tất cả các pháp sanh, do các pháp sanh nên tâm sanh. Do vậy mà ngài nghĩ rằng là khi mà mắt thấy sắc thì sanh tâm phân biệt, tai nghe tiếng sanh tâm phân biệt, có nghĩa là khi căn tiếp xúc với trần thì lúc đó lại có tâm. Thì con hiểu như vậy không biết có đúng không? Không biết có đúng không? Đức Phật đã bảo A Nan, nay ông nói bởi do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, tùy chỗ nào hợp tâm tùy theo đó liền có. Tâm ấy nếu không có tự thể, ắt không có chỗ hợp. Nếu không có tự thể mà có thể hợp đó, thì cũng như giới thứ 19, nhân nơi trần thứ 7 mà hợp, nghĩa ấy là không đúng. Còn nếu có tự thể thì như ông lấy cái tay tự gãi trên thân, chỗ tâm ông biết là từ ở trong thân ông ra hay từ ở ngoài vào. Nếu từ trong thân ra thì lại phải trở lại thấy trong thân, nếu từ ngoài vào thì trước phải thấy ở mặt của ông. A Nan, thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy như con mắt. Phật nói tâm thấy chẳng phải nghĩa ấy. Phật bảo, nếu mắt thấy, vậy khi ông ở trong nhà, cái cửa có thể thấy được chăng? Vả lại, những người đã chết, con mắt họ vẫn còn nguyên, đáng lẽ họ đều thấy được vật. Nếu thấy được vật, đâu thể gọi là người chết. A Nan, lại tâm hiểu biết của ông, nếu hẳn có tự thể, là một thể hay là nhiều thể? Nó ở thân ông, là khắp cả thân hay chẳng khắp cả thân? Nếu có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân, lẽ ra tất cả chỗ đều có cảm giác. Nếu tất cả chỗ đều có cảm giác thì chỗ gãi không nhất định là ở chỗ nào. Nếu có chỗ gãi nhất định thì nghĩa một thể là không thành. Nếu nhiều thể thì thành nhiều người, vậy cái thể nào là của ông? Nếu ở khắp thân thì đồng như trước kia, không biết được chỗ gãi. Nếu chẳng khắp thân thì khi ông xúc chạm trên đầu, đồng thời xúc chạm dưới chân, khi đầu có biết, chân phải không biết.
Nay ông chẳng phải như vậy, thế nên phải biết tùy chỗ nào hợp tâm theo đó mà có, là không có lẽ như vậy. Cái lý luận này nó hơi dài dòng, vì cái này là một cái điều hết sức khó. Cái điều A Nan nói cũng giống như tất cả chúng ta đã từng biết, là bây giờ cái tâm ở đâu xúc chạm phân biệt, có cái hòa hợp thì sẽ có tâm. Thì đây Đức Phật lại có một cái ví dụ là nếu như cái tâm của ông á, nó có cái tự thể, tức là nó có cái bản thể cố định rồi, thì như vậy là nó không tùy chỗ mà sanh. Thì chúng ta phải hiểu hai điều này nha. Đức Phật dùng từ còn nếu mà tùy chỗ nào hợp mà theo đó liền có, thì tâm ấy không có tự thể. Chúng ta hiểu hai cái tự thể và không tự thể chỗ này, tức là bây giờ nó đã sẵn có rồi, sẵn có như vậy rồi, cái nào chạm tới thì nó sanh á, thì gọi là chúng ta đã có tự thể. Còn đã không có tự thể mà hòa hợp nó mới sanh ra, đó là hai ý Đức Phật đưa ra. Thì bây giờ lý luận, một cái lý luận thứ nhất Đức Phật đưa ra, nếu mà bây giờ cái thân của ông có tự thể, thân của ông có tự thể, thì ở ngoài cái căn trần và thức ra mà có cái tâm, thì giống như là cái giới thứ 19, tức là khi mắt thấy sắc thì liền sanh tâm phân biệt, tức là căn trần và thức, sáu căn sáu trần và sáu thức, thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái thức thứ 18. Thì rằng này ông nói là ông có một cái tự thể riêng, để khi mà thân tâm hòa hợp thì nó mới sanh ra, thì giống như cái thức thứ 19, nó có ngoài căn trần và thức này. Nếu mà không có tự thể á, thì nếu mà có tự thể mà có thể hợp đó thì cũng như giới thứ 19. Tức là nếu mà không có tự thể là nó không có chỗ nào mà nó được hợp vào tất cả các này, thì không phải. Tại vì khi mà mắt chúng ta thấy hình sắc, tức là căn và trần hợp nhau thì thức sẽ phân biệt. Thì sáu căn, sáu trần và sáu thức thì gọi là 18 giới, gọi là 18 giới. Nhưng bây giờ nếu mà cái tâm không có tự thể mà hợp thì giống như là cái giới thứ 19, thì là không đúng rồi. Có nghĩa là Đức Phật gài ra hai câu, một câu là cái tâm có tự thể, tức là tâm có cố định sẵn đó ở đâu chưa. Nếu như bây giờ ông nói là cái tâm ông không có sẵn ở đâu hết mà do đụng cái gì đó thì nó mới sanh ra, thì như vậy là có cái căn, có sáu căn sáu trần và sáu thức, ngoài sáu căn sáu trần và sáu thức ra còn có cái tâm nào dư ở ngoài nữa, đúng không? Còn có cái tâm nào dư ở ngoài nữa thì giống như thức thứ 19, chứ không phải là 18, không phải là 18 giới, giới thứ 19, hoặc là cái trần thứ 7, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp là có sáu trần thôi, nhưng mà bây giờ ông lại lòi ra cái trần thứ 7 đó rồi. Tức là cái lý luận thứ nhất về cái việc mà tâm không tự thể là không đúng. Nha, chúng ta nên hiểu điều này. Tức là tâm của ông nó tự nhiên ở đâu nó không biết, nó không có đâu cố định hết á, mà cứ mắt đụng với sắc là nó sanh ra, gọi là tâm không tự thể. Còn bây giờ cái lý luận thứ hai là tâm có tự thể cố định, thì cái tự thể đó nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Bây giờ nếu tự thể nó nằm khắp cái thân của ông, nó trùm khắp cái thân của ông á, thì khi ông gãi lên đầu, động cái đầu là cái chân của ông phải biết. Nhưng mà tại sao ông gãi lên đầu cái đầu không biết mà cái chân không biết? Thì đó là cái lý luận thứ hai. Chúng ta phải thấy cái chuyện này nó hết sức là rắc rối nha. Đọc cái đoạn này lơ mơ chúng ta không cách nào chúng ta hiểu ra. Lơ mơ là chúng ta sẽ không hiểu ra. Giờ chúng ta nói lại nè, đó là để chúng ta phải thông được cái điều này. Tức là Đức Phật đưa ra hai dạng tâm mà A Nan nói rằng là do con cái sự hòa hợp của mắt với duyên trần mà sanh ra cái tâm con. Thì chung chung là từ xưa mình hay nói như vậy đó. Thì bây giờ mình cũng thừa biết là mình nghe âm thanh rồi mình phân biệt, thì mình hiểu là cái phân biệt đó chính là tâm của mình, đúng không? Thì điều này hoàn toàn không sai với chính mình. Nhưng mà Đức Phật lại đưa ra hai cái lý luận để cho chúng ta thấy. Đức Phật nói là bây giờ là cái tâm ông có tự thể, nó sẵn có hay là nó không có? Nó không có mà đụng tới hòa hợp nó mới được sanh ra đó. Thì ngoài căn trần thức ra nó còn ở đâu, đúng không? Tức là sáu căn chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chúng ta. Sáu trần là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Rồi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cộng lại ba cái này là 18 giới. Còn ngoài ba cái này, tức là tâm không có nằm trong 18 giới này, thì nó lại nằm, lại có thêm một cái giới nữa. Tức là có một cái tâm ở đâu đó, ở ngoài 18 giới này, là cái chuyện đó hoàn toàn vô lý rồi. À, ngoài 18 giới mà có tâm là vô lý. Hoặc là ngoài 6 trần mà có thêm trần thứ 7 nữa là cũng không đúng. Đó là cái thứ nhất chúng ta phải hiểu để Đức Phật lý luận được cái chỗ này. Cái điều thứ hai
Đức Phật nói là bây giờ nếu mà tâm ngoài không có tự thể là coi như không đúng rồi, không đúng rồi. Bây giờ cái tâm là tự thể của ông, thì cái tự thể đó là nằm ở khắp thân hay nó nằm riêng từng chỗ? Phải không? Chúng ta thấy nằm theo mình là nằm khắp thân hay nằm riêng từng chỗ? Rõ ràng là mình nói ngầm khắp thân, bây giờ mình đụng đâu mình cũng biết, tức là nằm khắp thân rồi. Nhưng mà Đức Phật lại lý luận chỗ này hơi mắc mú một chút nè, để chúng ta thấy cái lầm Đức Phật tháo từ cái lầm nhỏ nhỏ của chúng ta. Bây giờ Đức Phật ví dụ nha, mà nếu mà cái tâm của ông nó có tự thể, tức là nó sẵn có nơi thân của ông rồi, thì nó nằm khắp thân ông hay là nằm một chỗ nào? Bây giờ nếu nói nó nằm riêng từng chỗ, nằm riêng từng chỗ, bây giờ mắt thấy là con mắt chỉ phân biệt, thì cái tâm lúc đó đang ứng ở con mắt, phải không? Tai nghe tiếng thì cái tai phân biệt, lúc đó cái tâm nó đang ở lỗ tai. Mũi chúng ta ngửi mùi phân biệt thì cái tâm chúng ta đang ở lỗ mũi. Và thân chúng ta xúc chạm thì tâm chúng ta đang ở nơi thân. Thì như vậy là cái thể nào mới là cái thể thiệt của mình? Thể ở mắt, ở tai, ở mũi, ở thân, cái nào thiệt? Cái nào thiệt là tâm của mình để mình mới khẳng định là mình? Đó là cái thứ nhất. Nếu mà riêng rẽ từng nơi từng chỗ thì chỗ nào mới là chỗ thiệt của mình? Thì anh em cũng không trả lời được, phải không? Thì cái chỗ này Đức Phật lý luận để cho chúng ta thấy rằng nếu mà tâm nó có tự thể sẵn rồi thì bây giờ ở riêng từng chỗ cũng không phải, cũng không đúng. Bây giờ nói là cái tâm nó trùm cái thân, đâu có trùm hết. Thì vậy là khi ông gãi trên đầu là cái chân ông phải ngứa chứ, ông phải nghe nhột. Mà đằng này ông gãi đầu là ông chỉ biết tại chỗ đó thôi, mà ở mặt không biết. Ông đụng tới mặt thì mặt ông biết, ở lỗ mũi ông biết, đụng tới miệng thì miệng biết, mà cái càm đâu có biết đâu. Thì vậy là cái phân biệt của ông riêng từng chỗ. Cho nên nói rằng cái thân mà ở cái thể của tâm nó trùm nguyên cái thân là cũng không đúng nữa, không đúng nữa. Thì như vậy là cái thứ nhất Đức Phật bẻ ở đây, một là cái thân, cái tâm không có tự thể. Nếu như cái tâm mà không có tự thể mà đụng cảnh duyên nó liền sanh á, thì hoàn toàn vô lý. Vì chúng ta đã có trong kinh cũng như là tất cả những lý luận để cho chúng ta thấy rằng có sáu căn, sáu trần và sáu thức rồi, không có cái gì ngoài cái đó cả. Ngoài 18 giới là không có thêm một cái giới thứ 19. Cái thứ hai Đức Phật lý luận là nếu như cái thân mà cái tự thể của tâm á mà trùm khắp thân thì mình đụng đây lại với kia phải biết, biết một cái toàn thân. Giống như là bây giờ chúng ta gãi một cái thì chúng ta sẽ biết toàn thân. Thì vậy là cái vị trí mà đã ngứa chỗ nào chúng ta không biết, đúng không? Nhưng mà chúng ta gãi một cái chúng ta nghe hết ngứa liền ở mặt của mình. Chỉ là cái hết ngứa ở vị trí cái mặt thôi, nhưng mấy chỗ khác hoàn toàn không có biết tới. Vậy là rõ ràng nó có một cái gì riêng, chứ không phải là nó chung. Không phải là cái thân, cái tâm này nó là một tự thể trùm trùm thân, phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái lý luận mà tự thể trùm thân nó sai. Còn nếu mà lý luận mà rời thân, lý luận mà cái tự thể nó không có trùm cái thân này á, thì Đức Phật hỏi là cái thể nào mới thật là thể của mình? Tại vì bây giờ mình đụng ở đây mình biết ở đây, đụng ở đây mình biết ở đây, đụng ở đây mình biết ở đây, là cái biết này nó khác nhau, đúng không? Biết lỗ tai nó khác với cái biết mắt nó khác, biết lỗ mũi, biết mũi nó khác với cái biết của miệng. Thì tất cả cái biết của chúng ta đều sai biệt nhau hết. Thì cái biết nào là cái biết thật của tâm? Biết nào là cái biết thật của tâm? Cho nên cái lý luận của Ngài A Nan, Đức Phật kết luận rằng do hòa hợp mà cái tâm con nó có, thì Đức Phật đã bẻ được điều này. Đó là điều thứ mấy rồi? Điều thứ năm rồi, phải không? A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng với Ngài Văn Thù và các vị Pháp Vương Tử vân vân khi bàn về nghĩa thật tướng, Thế Tôn cũng có nói tâm chẳng phải ở trong thân, cũng không phải ở ngoài thân. Theo con suy nghĩ, ở trong đã không thấy vật bên trong, còn ở ngoài thì thân tâm chẳng biết nhau. Vì tâm không biết trong nên nghĩa ở trong không thành lập. Vì thân tâm biết nhau nên nghĩa ở ngoài cũng chẳng phải. Nay con vì thân tâm biết nhau và lại cũng không thấy được bên trong, nên tâm con chắc là ở chặng giữa. Để chạy vòng vòng rồi, nãy giờ ở ngoài cũng không được, ở trong cũng không đúng, bây giờ suy nghĩ là ở ngoài không phải, trong không phải là chắc chặng giữa thôi.
Tại vì tâm ở ngoài thân thì khi mà cái tâm biết thì thân cũng biết, đằng này mà thân biết thì tâm biết liền. Thì vậy là ở ngoài cũng không phải, nhưng mà nếu mà nói nó ở trong thì nó không biết cái gì bên trong thì nó cũng đúng rồi. Thì chắc chắn là nó ở giữa rồi đó. Chắc là ở giữa. Chúng ta thấy Hạ Nang giống như một em bé không? Bị dí chạy chỗ này rồi núp chỗ kia. Nếu mà chúng ta được gạn hỏi như kiểu này thì chắc cũng trả lời, chưa chắc là trả lời được giống như ngày Hạ Nang, còn tệ hơn nữa. Nên bây giờ là Ngài khẳng định rằng tâm không phải ở ngoài. Thì cũng nghe Đức Phật lý luận với Ngài Văn Thù Sư Lợi rồi phải không? Pháp Vương Tử và các vị Bồ Tát là cái thật tướng Thế Tôn nói là tâm chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở trong. Mà nếu không phải ở ngoài, không phải ở trong thì chắc ở giữa chứ ở đâu. Rất là toán học phải không? Rất là logic, mà lý luận hết sức là khoa học. Thì ở đây Đức Phật nói, ông nói tâm ở chặng giữa, cái chặng giữa ấy nhất định không có lẫn lộn. Chúng ta nghe từng đoạn, từng lời Đức Phật nói ở đây nha. Chẳng phải không chỗ nơi. Nay ông hãy xét kỹ cái chặng giữa ở chỗ nào. Là tại cảnh hay tại thân? Nếu ở nơi thân là ở một bên thì không phải là chặng giữa. Nếu ở giữa thân thì đồng như ở trong thân. Không. Nếu cái giữa ở nơi cảnh thì có chỗ nêu ra được hay không nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì cũng như không có. Còn nêu ra được thì chỗ nêu ấy không được nhất định. Vì sao? Ví như người lấy một cái cây nêu, khi cái nêu một chỗ làm cái giữa, nếu đứng phương đông trông qua thì cây nằm ở phương tây, đứng phương nam nhìn qua thì cây nằm ở phương bắc. Cái nêu ra đã thành lẫn lộn thì tâm ông cũng thành rối loạn. A Nan thưa, con nói ở chỗ chặng giữa đó không phải là hai thứ ấy. Như lời Đức Phật nói, con mắt đối với sắc trần làm duyên sinh nhãn thức. Con mắt thì có phân biệt, sắc trần thì vô tri, thức sinh trong khoảng giữa ấy chính là chỗ của tâm. Ngài lý luận cũng hay. Phật bảo, tâm ông nếu ở cái khoảng giữa căn và trần, vậy tâm thể này gồm cả hai bên hay chẳng gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì vật thể, tức là căn trần lẫn lộn, vật trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ đối lập nhau, chỗ nào gọi là chẳng giữa? Gồm cả hai bên cũng không được, thì không phải có biết, và cũng không phải không có biết, tức là không có thể tính, lấy gì làm tướng chẳng giữa? Thế nên phải biết tâm ở chẳng giữa là không có lý vậy. Cái chỗ này chúng ta thấy lý luận của Ngài A Nan cũng gần gần giống giống như mình, mà thật là giống chứ không có gần gì nữa. Giờ không ngoại không trong, ở chặng giữa. Bây giờ Đức Phật lý luận, Đức Phật lý luận, nếu bây giờ ông nói ở chặng giữa là ở chặng giữa nào? Chặng giữa nào? Bây giờ chặng giữa của ngoài pháp trần hay là chặng giữa trong thân ông? Bây giờ nếu nó là chặng giữa của cái ngoài pháp trần á, thì lý ưng là tất cả cái này đều hay biết, phải không? Nhưng mà tất cả cái này đâu có hay biết đâu. Mà khi cái hoa này nó hay biết nóng lạnh thì ông có hay biết nóng lạnh không? Không biết. Tức là cái cây hoa này có tàn héo, nó khô, nước, nó khát nước, mình có biết khát không? Không biết. Không biết như vậy là tâm ở giữa cái cảnh duyên ngoài. Thì bây giờ nếu như ông nói là nó ở giữa là ở giữa đâu? Ở giữa trong thân ông phải không? Ở giữa trong thân ông thì đồng với cái lý luận ban đầu hồi nãy á, là tâm ở trong thân, thì cũng sai rồi. Sai rồi. À này, nó không phải, con không nói cái giữa là ở chỗ đó. Con nói giữa ở chỗ đó, mà con nói là khi mà mắt con dòm tới sắc thì cái thức sanh phân biệt. Không, đúng quá trời rồi, lý luận này đâu phải sai đâu. Thì như vậy là cái chỗ, cái thức phân biệt đó chính là tâm của con. Điều này hết sức đúng rồi, đâu phải sai, đúng với kinh điển vô cùng như vị Đức Phật phát đây. Bây giờ Đức Phật mới nói là bây giờ ông phải khẳng định rõ ràng là cái chính giữa đó là nó nằm ở chỗ nào. Tức là chính giữa nó nằm thuộc về về trần hay là nằm thuộc về căn, phải không? Nằm thuộc về trần hay căn. Bây giờ nếu mà cái thân của ông á mà nó dựa vào cảnh trần thì cảnh trần tự biết đâu có dính dáng gì với cái thân của mình, phải không? Còn bây giờ á mà cái tâm của ông nó nằm trong thân á, nó không nằm cảnh trần thì cái thân không biết, thì cảnh trần hoàn toàn không biết. Thì vậy là không thành cái đoạn giữa. Hoặc là bây giờ cái phản giữa là nó thành lẫn lộn. Bây giờ cái biết xảy ra của căn trần là cái biết nó nằm ở đâu? Nó biết nằm trong này này hay là biết nằm trong này?
Ví dụ như bây giờ mắt chúng ta thấy sắc thì cái biết nó nằm ở hình sắc hay là cái biết nó nằm trong tâm, trong thân. Thành ra lẫn lộn, tức là khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh trần thì nói ở chặng giữa là cái biết đó nó biết làm sao? Nó biết trong thân hay là biết cảnh bên ngoài? Nếu như nó biết cảnh bên ngoài thì vậy là cái chặng giữa mà nó dính với bên ngoài nó là cái gì? Không được đúng, phải không? Không đúng. Cho nên là căng trần nó trở thành lẫn lộn, cái biết đó bây giờ không ai là chủ hết á. Tức là bây giờ khi chúng ta thấy cái bàn thì không biết là chủ khách, phải không? Tức là cái biết cái bàn này thì nó nằm ở cái bàn hay là nằm ở thân chúng ta? Nếu mà nằm ở nơi thân chúng ta thì rõ ràng là cái bàn chúng ta không biết. Do chúng ta biết cái bàn thì cái biết này nằm ở thân chúng ta mới biết cái bàn. Thành ra vừa biết cái bàn mà vừa biết trong thân, một lượt như vậy thì nó thành lẫn lộn. Trong nói là ở chặng giữa thì nó biết ở hai bên, thì rõ ràng là lẫn lộn. Rõ ràng là biết cái này chỉ biết có một bên. Từ có một cái chủ thể một bên để biết cái cảnh gì bên ngoài. Do đó mà ông nói là cái biết mà nửa biết bên đây mà nửa biết bên kia á, là không phải. Thật ra cái lý luận mà cái tâm ở chặng giữa này thì hoàn toàn không đúng. Tức là nó không có đứng đâu hết, mà khi duyên trần chạm nhau thì nó ở giữa, nó phân biệt. Giống như bây giờ á, là có hai người đứng hai bên, phải không? Và có người đứng chính giữa. Chúng ta lý luận theo cái kiểu người ta chúng ta dễ hiểu hơn. Thì bây giờ là cái người đứng ở bên trái chúng ta mà chạm người chính giữa thì người ở bên phải biết không? Không biết, phải không? Người chính giữa mà chạm người bên trái thì người bên phải cũng không biết, nó thành lẫn lộn. Và cái lẫn lộn thứ hai nữa là nó không có vị trí cố định như hồi nãy Đức Phật có lý luận á. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ở cái hướng đó là hướng Bắc, nhìn về cái chánh điện này là hướng Nam, thì tượng Phật đang ở hướng Nam đối với quý vị đang ở hướng Bắc. Nhưng mà khi quý vị qua hướng Đông quý vị đứng á, thì nhìn tượng Phật này nó nằm ở hướng Tây. Thì vậy là nó lẫn lộn. Bây giờ ở, ông nó ở giữa là ông ở kiểu nào? Ở kiểu nào nó lộn xộn, ta cũng không biết đường ta mò. Thì nó lẫn lộn. Thật ra ở giữa là ở giữa ông theo hướng nào cái đó. Tức là ở giữa là ở chặng giữa của căn và trần. Mà nếu ở chặng giữa căn trần, tức là cái tâm không có tự thể giống như hồi nãy rồi, đúng không? Hồi nãy cũng đã sai rồi. Mà cái chặng giữa đó nó dính với cái thân, hoặc là phân nửa dính với thân mà phân nửa dính với tâm, tức là cái biết ở chính giữa đó đó. Biết ở chính giữa chứ không phải biết của thân, không phải biết của trần, mà không phải biết cảnh trần, cũng không phải biết thân. Biết ở giữa thì rõ ràng là không đúng nữa rồi đó. Thành ra ở đây Đức Phật nói là cái lý luận ở giữa của ông nó cũng hoàn toàn không có phù hợp. Nên là tâm ở chặng giữa cũng không phù hợp rồi. Bây giờ tới một cái điều nữa. A Nan bạch với Phật: Thưa Đức Thế Tôn, xưa con thấy với Phật cùng bốn vị đệ tử lớn của Phật là Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Phú Lô Na là và Ngài Xá Lợi Phất đồng chuyển bánh xe Pháp. Phật thường nói tâm tính hiểu biết phân biệt, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đều không có chỗ ở, tất cả không dính mắc, thì đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có gọi là tâm con chăng? Chuyện này là hết dám khẳng định mà bây giờ hỏi thăm dò. Bây giờ con nghe Đức Phật là dạy các vị đại đệ tử như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, thì Ngài Xá Lợi Phất vân vân, là cái tâm nó không có hình sắc, nó không ở trong, nó không ở ngoài, nó không có chặn giữa, và nó không có dính mắc. Thì tất cả những cái không dính mắc đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có gọi là tâm không? Tức là bây giờ ở trong không được, ngoài không được, chặn giữa không được, trong mắt cũng được, cả tối cũng được, sáng cũng được, rồi bây giờ ở chỗ không dính mắt là tâm. Cho nó yên. Ngài Nan cũng kéo trả lời, phải không? Nếu mà chúng ta phải tri cùng đường chắc cũng phải trả lời giống như Ngài Nan thôi. Như trong không phải, ngoài không phải, trên dưới ngoài không phải, thì cái chỗ không có là gì là tâm. Cái chỗ này là dễ bị vẽ nhất, phải không? Phật bảo Ngài Nan, ông nói cái tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không ở đâu cả. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian này như hư không và các loài thủy lục không hành gọi là tất cả. Vậy ông không dính mắc đó là có hay không có? Nếu không thì đồng như lông rùa, sừng thỏ, lấy gì mà không dính mắc? Nếu đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. Không tướng thì không, chẳng phải không
thì có tướng thì có chỗ ở, làm sao gọi là không dính mắc? Thế nên phải biết tất cả chỗ không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông thật không có lý vậy. Bây giờ ông nói là cái tâm của ông nó không có chỗ nào ở đó, không có dính đâu ở trên. Tức là nó giống giống như chúng ta hay lý luận cái tâm vô sở trụ, phải không? Tâm mà nó trụ chỗ nào, đụng chỗ nào nó cũng biết. Vậy là coi như huề tiền, đâu ai bắt bẻ được, cái chỗ nào mình cũng biết hết rồi. Không có chỗ nào hết đó. Ở đây Đức Phật lại nói nè, bây giờ á, ông nói là cái tâm của ông không dính mắc chỗ nào, là thật có cái chỗ không dính mắc hay là cái tâm ông không dính mắc? Chúng ta nên thấy lại chỗ này nha. Tức là nếu như bây giờ có một cái nó không dính mắc cái gì hết trơn, nó không có biết cái gì hết trơn á, thì Đức Phật ví dụ giống như lông rùa. Tức là con rùa thì hoàn toàn không có lông rồi. Giống như sừng thỏ, thỏ không bao giờ có sừng rồi. Tức là ông nói một điều rất là phi lý. Nếu là như có một cái thể mà hoàn toàn không dính mắc gì ở đâu hết á, thì mà biết thân và biết tâm thì cái điều đó không đúng. Phải không? Đằng này ông có cái đang biết đó, thì cái đang biết đó mà nó có hình tướng hay là không có hình tướng, tức là có vị trí rõ ràng hay là không có vị trí rõ ràng. Mà nếu đã có vị trí rõ ràng thì sẽ có cái chỗ nơi để chúng ta biết. Còn không có vị trí rõ ràng là coi như chúng ta hoàn toàn không hay biết gì. Thì vậy là chẳng phải bây giờ nếu mà không dính mắc thì không thể gọi là không được. Nếu mà có một cái tâm không dính mắc thì nó có. Nó có thì chắc chắn là nó có hình tướng. Mà đã có hình tướng thì coi như nó có chỗ nơi, nó có vị trí, chứ không phải là không chỗ nơi, không vị trí. Thằng này ông lý luận không dính mắc theo cái kiểu của ông là hoàn toàn không có tâm. Không có tâm thì lấy gì phân biệt ngoại cảnh mà biết dính mắc với không dính mắc, thì điều đó nó cũng sai. Mà đã có tâm thì chắc chắn là cái tâm ông có vị trí. Mà có vị trí thì sẽ có chỗ nơi, thì ông phải chỉ rõ ràng chỗ nơi đó ra. À, cho nên cái tâm không dính mắc ở ba khơi, không biết ở chỗ nào, thì hoàn toàn cũng không đúng luôn. À, hoàn toàn không đúng. Ở đây Đức Phật là bảy lần rạng để chúng ta thấy rằng tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở chặng giữa, tâm ở trong con mắt, tâm ở cái chỗ tùm lum, không có dính mắc gì, hoàn toàn cũng không đúng. Đó là bảy cái chỗ mà Đức Phật đã gọi là bảy chỗ rạng tâm của Đức Phật đối với Ngài A Nan. Chắc là hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng, phải không? Về quý vị chịu khó đọc Kinh Lăng Nghiêm chiêm nghiệm lại bảy cái chỗ tâm này đã được Đức Phật bác bỏ. Bảy cái chỗ chấp tâm của mình đã được Đức Phật bác bỏ, để chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ thấy ra được cái chỗ tâm mình không phải bảy chỗ này. Theo cái ý của kinh là như vậy. Đức Phật rạng ra tất cả những cái sai lầm của chúng ta. Giống như là bây giờ chúng ta đi ra ngoài chợ, không có một cái xịa đựng vàng, trong đó chỉ có một chiếc nhẫn thiệt thôi. Bao nhiêu trăm ngàn chiếc nhẫn nó có trong cái xịa đó là hoàn toàn là vàng giả. Bây giờ chúng ta phải lọc lựa hết mấy cái giả, cái nào giả bỏ, cái nào giả bỏ, để cuối cùng còn được cái thiệt. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật lý luận để rạng tâm với Ngài A Nan, mục đích đó để cho Ngài A Nan thấy rằng chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, những cái chấp tâm nằm trong tất cả các chỗ mà Ngài hiểu từ xưa đến giờ hoàn toàn là không đúng. Để có một cái chỗ nào đó mới gọi là cái chân tâm thường trú thật sự. Thì cái điều đó là chúng ta sẽ học ở những cái kỳ sau. Rồi đến đây chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện hôm nay. Rồi trước khi chúng ta trả lời thì mời quý Phật tử cùng chúng ta chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ
Như trong